Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vạn sự bình an. Mình ở bên gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Hôm nay mình lại thực hiện một cái video clip tiểu tu cho con xe Kia Morning. Con này đời 2010 nhé. 2010. Thì cái con xe này khách hàng có đem xe đến mô tả cái bệnh tức là bị hiện tượng ăn dầu máy hay là gọi là dầu nhớt ấy. Thế nhưng mà này, trong quá trình đến thăm khám này, kiểm tra này, lớp bị nhớt nó bị hao quá lớn. Chạy cứ 1.000 cây thì khách hàng lại phải bổ sung dầu một lần. Tức là bổ sung nó phải rơi vào tầm khoảng độ 300ml ấy. Cho nên là khi chạy tầm khoảng độ 5.000 cây thì gần như là hết sạch dầu. Tức là nó xuống dưới cái mức này, dưới cả cái mức tối thiểu. Đâm ra là quyết định là đưa đi tiểu tu. Đấy, tức là con này mình chỉ tiểu tu chứ chưa phải đại tu. Đấy, nhưng mà mình cẩn thận thì cứ cẩu máy ra ngoài, cẩu hết ra ngoài để mình rửa ráy sạch sẽ này. Đấy, xong rồi là khám, tức là tổng thể. Thì như con này đấy, các bạn nhìn thấy không? Cẩu hẳn ra ngoài này. Đấy, xong rồi là tháo toàn bộ những chi tiết. Những chi tiết gì là cần phải làm thì mình ghi lại hết để cho mọi người cùng xem. Thì những con xe này thì máy nó cũng nhỏ thôi. Thế nhưng mà ngược lại con dòng xe này thì nó lại là số tự động. Số tự động thì nó hơi bị cồng kềnh một chút. Thì cái nguyên lý thì nó cũng như nhau thôi, nó chả có gì khác biệt cả. Về động cơ thì nó giống nhau. Con mo này thì là máy, tức là 4 máy. Máy của nó có 1.0 thôi. Đó, đây các bạn nhìn thấy không? Khi mình làm là những cái chi tiết gì là nó liên quan về cái bắt bốn quanh động cơ này mình tháo hết toàn bộ ra. Sau đấy là tháo xong rồi thì mình mới nhấc được cái mặt máy ra ngoài. Để khi mình tháo hết ra thì mình vệ sinh. Vệ sinh từng chi tiết một để cho nó sạch sẽ. Như cái mặt máy này nha, các bạn nhìn thấy cái cổ hút này. Đấy, sau khi tháo ra kiểm tra cái muội nó bám rất là nhiều. Vì sao muội nó bám này? Bởi vì là cái động cơ nó bị yếu rồi. Đấy, nó xảy ra tình trạng ăn dầu. Ăn dầu thì dẫn đến là bị lọt hơi. Đấy, lọt hơi thì là nó sẽ bị thổi, tức là mình gọi là thổi ngược cái hơi thừa lên trên. Bởi vì cái này nha, khi mình đến mình kiểm tra, mình tháo buji ra ấy, muội nó bám ở chân buji rất nhiều, cái muội carbon ấy. Thì đây là anh em sau khi tháo hết những cái gì liên quan bốn xung quanh động cơ ra thì tiến hành tháo mặt máy. Tháo mặt máy thì các bạn lưu ý là siết ốc, lưới ốc mặt máy thì bao giờ cũng nguyên tắc là lưới từ ngoài vào trong, nhưng mà phải đều hai bên. Lưới mà kiểu không đúng kỹ thuật hay là sẽ dẫn đến tình trạng là bị cong vênh mặt. Dây cam thì tháo ra này. Ở đầu này mình muốn tháo dây cam thì phải tháo ốp cam này ra. Những cái dòng này thì nó nhỏ gọn, nó cũng dễ. Chi tiết động cơ thì nó giống nhau. Sau khi tháo hết toàn bộ ốc mặt máy ra thì mình nhấc mặt máy ra ngoài. Đấy, sau khi nhấc được mặt máy ra rồi thì mình nhìn thấy bốn quả piston. Đây các bạn nhìn thấy không? Bốn quả piston này, cái muội carbon nó bám này trên đỉnh piston này nó rất là dày. Dày lắm, đây nhá, tí nữa mình sẽ rút từng quả ra một để kiểm tra. Đấy, kiểm tra xem là cái quả piston này là cái giữa cái váy, cái váy với cái phần zin của nó, xem nó có bị bào mòn hay không. Đấy, và sau đấy mình kiểm tra xi lanh. Nếu mà xi lanh mà còn ok, tức là còn tốt thì mình giữ lại. Nếu mà xi lanh mà nó xảy tình trạng mà nó rỗ xi lanh ấy, hoặc là có gọi là lòng nó xảy ra tình trạng là hoa lòng ấy, thì mình phải bắt buộc phải xử lý bằng cách khác. Đấy, như con này này, nhìn cái muội carbon nó bám vào đỉnh bê tông nó rất là dày. Cho vào máy phớt này, phải phớt thật kỹ như này thì nó mới sạch sẽ. Làm máy này hay là gọi làm động cơ là cần phải sạch, càng sạch càng tốt. Mới sạch thì độ bền nó mới cao. Đấy, cái xăng măng cũ này mình cho vào đây để kiểm tra khe hở này.
khe hở rất lớn. Nó khe hở như này thì các bạn bảo làm sao nó không xảy ra tình trạng máy nó yếu và ăn dầu. Đấy, ăn dầu nhớt. Đây là kiểm tra gọng, hai gọng hơi và một gọng dầu. Kiểm tra khe hở rất lớn. Như này thì bảo làm sao mà nó chả ăn dầu. Đấy, sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu tiến hành kiểm tra cả lòng xi lanh ấy, là ok. Xong rồi, đây là anh em đang tiến hành tháo xúc bắp ra để vệ sinh này, đồng thời là thay phớt gít. Chủ yếu là làm những cái này là hai cái, một là gít xúc bắp, hai là xét măng hay là gọi là bạc đạn ấy, cái vòng găng ấy rất là quan trọng. Đó, đây mặt máy này sau khi xong là phải vệ sinh sạch sẽ. Cái thớt dưới của lốc máy này cũng thế này, mình phải làm sạch xong phải lấy súng hơi xì khô nhá, để tránh tình trạng không được để nước nó vào chân gen đâu, để nước vào chân gen là nguy hiểm lắm. Xét măng thì lấy xét măng mới xong kiểm tra là đưa xét măng vào cái xi lanh này xem là cái khe hở nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Đấy, nếu mà khe hở mà nó hở quá là không được. Đây là bộ gioăng đại tu này. Đấy, làm máy thì cần có cái bộ gioăng này, bởi vì trong cái bộ gioăng này nó đầy đủ hết chi tiết. Dân thợ thường gọi là đây là bộ gioăng đại tu, tức là đầy đủ hết tất cả chi tiết này, từ mặt máy này, gioăng lắp dàn cò này, phớt gít này, rồi phớt cơ, phớt cam, phớt đuôi cơ, đầy đủ hết, gioăng buji, gioăng cổ xả, gioăng cổ hút, không thiếu một chi tiết gì cả. Đó. Mua bộ này về là làm nó đầy đủ chi tiết. Đây, anh em vệ sinh mặt máy xong rồi thì là lắp gít thôi. Cái lắp gít xúc bắp này nó cũng rất quan trọng này. Khi mình đưa gít vào ấy là phải thẳng với cái ống dẫn hướng, hay gọi là mình gọi là, đúng rồi, ống này gọi là ống dẫn hướng của xúc bắp ấy. Khi mình lắp vào là cho dầu vào để ấn cho nó trơn. Đây, các bạn thấy không? Piston đưa vào lòng xi lanh hết rồi, vệ sinh sạch sẽ, đưa gioăng quy lát vào vị trí. Đấy, xong là mặt máy xong, vệ sinh xong. Đấy là lắp vào. Lắp vào là xiết thôi. Đó. Xiết ốc luôn. Đó. Khít. Siết ốc mặt máy thì mọi người cũng phải lưu ý. Siết thì bao giờ cũng siết từ ở giữa ra. Từ giữa ra và siết đều, sàn đều sang hai bên. Riêng những cái dòng xe tư bản này là mình siết một lần ăn ngay. Nhưng được cái là bây giờ là anh em làm thợ là đều có tay cân lực hết rồi. Chỉnh về đúng lực tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra ấy. Thì là cứ siết đến lực đến tầm đấy cái là đủ lực thôi. Mình có siết cố vào nữa nó cũng không vào. Gần như là đến cái đoạn đấy là không siết được nữa rồi. Đến tầm đấy nó lổ tành tạch tạch. Siết mặt máy làm sao phải siết đều. Đều và cân tay. Đó. Đấy, xong xuôi đâu đấy thì là mình cứ lắp ráp vào thôi. Cái nguyên tắc bao giờ cũng thế, tức là cái gì tháo ra trước thì lắp vào sau. Đấy, cái này thì nó là thành một cái nguyên tắc rồi. Xong xuôi là ụp đáy cắt te vào này, xong là lắp cổ hút rồi mới đặt cam này, đặt cam chuẩn này. Đấy, cái tiêu chí làm sao khi lên mà lổ máy là máy đứng im. Đấy.
mà không còn cái tình trạng ăn dầu nữa. Đấy. Cho dù nó chỉ là tiểu tu thôi. Đấy, nhưng mà cái quy trình nó cũng vẫn cứ phải là như là mình đại tu. Đấy, đây, xong bắt đầu mình đưa cẩu lên thôi. Cái con này cái ở phần đầu là cái đấy, phần đầu bắt máy nó hơi hẹp. Đấy, xong xuôi hết rồi đấy, gọn gàng sạch sẽ. Để cái này đổ nước vào thôi. Đấy, đổ nước thì mình nên đổ nước làm mát theo tiêu chuẩn đấy, theo tiêu chuẩn. Xong là lổ, cứ làm sao mà khi máy lổ rồi là máy phải tròn tròn và không còn tình trạng ăn dầu nữa. Ok chưa? Đấy, các bạn thấy không? Máy lổ rồi đấy. Đấy, máy lổ là rất là ok. Đó. Thì mình vừa chia sẻ xong cái video clip tiểu tu cho con xe Kia Morning. Nếu anh em yêu thích ô tô hoặc sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube. Mình sẽ thường xuyên ra những cái video hướng dẫn sửa chữa. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.